Nhé anh em nhé, cái hôm nay mình đã đóng cái mobin của con Lumina 1.6 1.8 cho khách ở An Nhơn Bình Định nhé. Đấy, khách thì thích hàng Nhật cơ nên là không thích hàng liên doanh nên mình gửi hàng Nhật cho các bạn. Đấy, hàng Matsuma nhé, Nhật Bản. Đấy, mobin thì vẫn còn nguyên đai nguyên kiện này, mình chưa có bóc gì cho khách, để khách tự bóc nhé. Thông tin lên mình đây, 0979518145, website ô tô bình.com. Đấy. Đấy, thì khách đặt mua hàng thì hỏi mình là có phải cọc cạch hay giao hàng thế nào, mình bảo là cái đồ nhỏ này thì mình gửi gian tiết kiệm. Đấy, nhận hàng kiểm tra trả tiền chứ không phải cọc cạch gì cả các bạn ạ. Nhá, rồi xin chào anh em nhé.